Hai xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ phát động cái phong trào đi bắt cá đường kinh nữa các bạn ơi. Ông thầy sẽ đâm muối ớt chanh sẵn xíu lên đường kinh nướng ăn nha cả nhà. À, hôm nay cũng có khách về giao lưu. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Từ Sì Phố, người đến từ Dương Châu. Từ rồi chính nha cả nhà ơi. Hai xin chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em đã tập hợp đầy đủ. Giờ mấy anh em sẽ lên kinh nướng thí nữa. Bằng đỉnh, Lenin, Phước An, Củ Tỏi, Bá Đại ở đây đập lại Bình Dương, Cải bắt đầu quá em biết Lenin đây ông thầy bắt đầu rồi cái kết nè, sức cái môi nè ai rớt cái chân mày xuống như thế nào kéo tới lên đây. Rồi chưa? Chuẩn bị. Leo lên. Thôi lấy lẻ rồi. Thử lấy cái lan chưa? Rồi, 1 2 3. Tùm tùm. Cái bà đại vô lấy cảnh cái bà đại. Bây giờ mấy anh em ra đồng nha cả nhà, bữa nay trải nghiệm nha. Tiếp tục mò cua bắt cá nha. Ta đi bắt kinh nữa đây. Trời ơi, dép không lấy con dây má con cổ. Đó hồi mất hay sao? Rồi cái con chim ăn còi, nó đi, nó nướng sữa rồi thật ra. Rồi đó, ăn còi, chim gì không có tỏi. Quá viên cái ai, nướng luôn. Lấy cây này hồi, ấy quải cá vô. Thầy đi chậm quá nha, thầy ơi, lẹ lên. Chạy vậy? Từ từ lên nha bà con. Thằng khẩu trang có thấy gì đâu mà bập bập luôn các bạn ơi. Ô trời ơi, gà của tôi sao sợ quá kìa. Ôi trời, thủ ra không kìa, chán vậy chứ. Chưa cá thấy có sình lên nè, mai nước nhiều quá vậy. Mai nước lên vậy lắm rồi, nãy nay nước lớn rồi. Dạ con đâu lấy cái này. Lấy cỏ ra luôn đi. Khổ quá thì hỏi mà không làm bắt con cá nó khổ tôi. Trong bỏ thừa à? Nước vô dữ vậy ta. Hai xin chào cả nhà mình nha. Bây giờ cả đoàn đã đi đến đường kinh rồi các bạn ơi. Đường kinh Quyền Thoại các bạn. Hôm nay mấy anh em sẽ tổng lực lượng đi mò cá. Và cái kết. Bữa nay đem muối thịt chanh rồi dữ lắm đó nha các bạn. Hy vọng hôm nay sẽ có cá này có lỗ của mấy anh em. Lỗ này đây ha. Ừ. Để đi cạnh luôn. Không mà chứ, chơi dính nguyên bạch sình nè, bị ngái trời. Ôi trời. Chết rồi. Vậy? Ô trời, cái lửa ăn nội không? Ôi trời. Ngồi ngay ổ cái lửa. Bữa nào đi đông đông là vậy đó. Lực lượng dày là hiểu rồi đó. Bữa nào đi đông đông là hiểu rồi đó chứ còn cái gì nữa. Ông thầy đăng ký. Đập la mình chứ. Ủa người mời cá cái đìa này hả? Ừ. Nuôi dưới này đó. Thôi trời. Ôi là trời. Đi vô liền. Đi tỉnh ơi, dẫn em gái vô đi tỉnh ơi. Chết luôn rồi. Có ai cá chết cá giạt gì không? Ngụ nước này thấy là ăn ốc rồi đó.
Không biết có ăn không nữa. Đấy, cái canh cá theo. Trời ơi, đi mò cá mà đem canh cá theo. Nghĩ sao vậy, tự tin lên chút xíu đi. Trời trời, cái đường này không phải như đường bạn chỉ mà không đâu. Đường này đường khác. Rồi. Rồi anh em, xuất phát. Kìa kìa xuống em. Giờ lỗi chúng này chụp hình luôn, nó ghê. Tìm ra quánh gãy giò đó. Khải đâu rồi? Đạp đúng nó luôn bây giờ nè. Khải. Thôi. Kìa Khải vậy. Làm gì mày? Để lẹ lên chứ. Xanh chỗ kìa. Một, hai. Khải vô khải nữa mình coi. Rồi ok rồi. Đây bây giờ bắt đầu xuống ruộng các bạn ơi. Rồi rồi quấn. Rồi 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 rồi. Đập lá hình dương. Là vui là dính nha cả nhà ơi. Đây giờ anh em bắt đầu kiếm cá nha. Bắt con nào là nướng lấy nha. Đẩy xuống ruộng đẩy nha, đừng đẩy xuống kênh nha. Nào, nào chỗ ơi vậy. Nghe chú này. Nghe Khải chưa biết bơi á. Ôi trời, Khải biết bơi á. Bây giờ mấy anh em xuống các bạn ơi. Sao mặt tới à. Những xô cây không đó nha con. Những xô nè. Phải xài chứ những xô Khải á. Bên đây kìa. Có ai nhút. Rồi hai con. Rồi. Bây giờ đưa đám con nhút đi em lặt cho. Ừ. Em lặt là em lội xuống đó đi em lặt đi. Nghèo rồi. Lặt luôn đi. Ô cái sạc. Này cái sạc bắt luôn nha. Ờ bắt chứ đi, lấy nhớt cái đi. Thành quả bắt cá. Đúng ta. Mấy anh em lấy nhớt cái cho mà mấy đầy mừng mừng đó ai. Cái này đi không dám ăn cơm luôn đó. Thầy làm sung ha, cà cà lỗi luôn cả. Chơi Khải hoài. Khải giờ lớn rồi không chơi Khải. Wow rồi đó nha. Tập lạ mình như wow. Hồi đếm nước rồi nữa giờ nè. Dạ đây nè. Tính không sợ gì. Có tăng lội luôn à. Lội luôn chứ. Ai bẻ vào nhúc luôn các bạn ơi. Chứ về làm lẩu. Hái đi hái gì vậy? Mất rồi chứ. Giặt hằng hả? Nó có nói giặt hằng hả? Chết cầm kìa hai đọt rồi. Lấy ốc sình trời mới đầy nó đầy xuống luôn. Bây giờ gượt trời gượt trời sình nè. Không cạn mà cạn nè thằng Khải xuống này xuống này mát lắm nè. Lại chuẩn bị của tỏi dính cá nè. Đụng cá lại anh em ơi. Thằng Khải ăn nước lắm trời ơi, nó phun nước miếng nhiều mà cái miệng mập đóng nước miếng luôn kìa. Tỏi ăn một bình nè các bạn coi nè. Ồ, cha chơi con lúng bằng keo. Trời. Bữa nay tình hình này giống tình hình rồi. Ở đây có cái bọc nè. Đây. Đây có cái bọc nè, đừng có nhúc nè. Có bọc nè. Không chuyện gì làm đi tắm cho nó mát. Chắc vậy á. Cua luôn hả? Cua kìa. Đó. Cua, ốc cua gì? Ốc cua không nè. Vậy, ơi, đang khổ nha. Bắt cái gì đâu ngon á. Bắt cái này vô. Đang nghèo đó. Chưa giàu đâu. 800 anh em đi mò cá qua cái kết. Ủa nè, hổm rồi ăn toàn mò chẹo không á, anh em gắn nha. Cá gô, cá gô. Cá gô, cá gô. Vô rồi, vô rồi. Lẹo, lẹo ơi, cá gô nè. Bự lắm.
Vô chà bá luôn trời. Đi mốt. Ghê vậy có rồi vậy. Ây da. Ây da đứt gỡ chứ tăng đứt gỡ. Đứt trò. Ai làm gì đứt trò. Lao này chứ. Ây da. Đó 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 thừa ai. Có cá xuống tới dưới kia là ngay cá không đó. Ai cái đặt cá hang bữa hổm này dần nó vô lại nữa nó có tội. Hang bự huyền thoại của mình à, mấy hang. Thú. Ừ nữa. Con bự đâu ra hả? Cải mỏi yếu quá, không dạ. Đi theo với con cải nữa. Rồi ở đây cho bọc nè. Đừng có nhúc nè. Sao gì? Trời 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 rồi bẻ cá lóc rồi. Vô sắc. Bắt bắt bắt. Trời trời cái không nổi. Cày không á. À ngàn cổ luôn cái gì ơi. Tới ông chuyện luôn các bạn. Không thầy phát cái gưa rồi. Ồ nói không được. Mô Phật. Trời 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 cây nhóc cái gì? Nghe động bằng tơ. Trời các bạn nha, thả đi xuống rồi kìa. Ây da da da. Trời trời. Cây quá trời. Ủa cây nhóc trên cái này. Vợ dớt nghe, vợ dớt nghe. Đây, nằm bên bán rau các bạn. Rồi, trời quay dưới nước mà sao dính nhàn nhạn không vậy? Đâu? Trên này cũng có vậy. Cùng tay luôn nè. Đâu rồi, sọt sọt đâu rồi. Cá ở đây ơi. Đâu? Nè. Nhỏ xíu luôn quá. Trời trời cá à, trời ông giỡn cá lên cái này. Quá trời luôn nè. À qua đây nè, lấy tối đây nè, lẹ lên. Hết. À giỡn lên này. Che che. Dạ cãi. Che đứt cái đuôi mà sống hay vậy. Ê. Rồi 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 xuống nữa rồi. Rồi. Người ta quá kiếp cho nó luôn mẹ cho rồi. Tối bắt ăn cá còn có cái nửa cái nửa cái nửa con cá à. Con cá. Tao sống được hay. Đổ rồi. Chứ tao quả trái nó bự lắm. Chứ nhận phải. Cái hàng huyền thoại luôn. Cái hầm luôn nha. Dính luôn không? Dính cá nơi cà đỉnh này. Bỏ vô. Đừng bỏ nghe Khải ơi. Này đồng lắm á. Kỹ nghe, đừng để xảy con nào nghe anh em. Nó đủ đâu nha. Khải làm gì Khải? Mày làm gì mày la dữ vậy? Nhét cái củ vô vô họng à. Cái này nó đập vô cái lưng. Nói gì chứ nói. Miệng cỡ cha nó vậy á. Cái gồ, nãy được mấy con rồi. Hai cái gồ mấy cái sạc hả? Thằng hết dữ rồi, thằng hết dữ rồi. Cái gì chứ ngồi vô tới hôm kia là cá bự không đó. Dồn vô giống hả? Kè kè đánh ơi. Là ông thầy vừa xảy lắm nè. Cái lóc. Đây đã miếng này hai bà con. Đâu đâu đâu. Kè 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 tiếp kìa Phước An. Đỉnh dính nữa kìa. Cái sạc hai bà con luôn. Hai bà con. Đến bà con nhiều hơn. Tới bà con ở đây hai bà con. Bữa nay đi mò đường kinh kia mò trên chép cái bộ ngon nè. Nước ngập. Ngập hả? Trời ơi, mò chi dục gì? Mắc uổng vậy? Hỏi ít rồi dành ăn à. Cái này thả ta lưới dính nhóc nó sợ. Hồi nãy đem tay lưới theo dằn con tre là không đỡ nha. Tỉnh nãy mò ốc không người ta kêu đi mò cá nghe chứ không phải rủ đi mò ốc nghe. Khải thì đi theo lội không à? Đi tắm. Bẻ con muốn không? Ây da. Bẻ, bẻ luôn rồi. Tài cho bự. Ây, chỉ tăng chín. Thôi. Thôi. Không có ham Khải dính rồi. Bữa nay hơi bị khét nha anh em. Bữa nay lính đi đông. Bữa nay đi đông qua cái kết. Chắc khi khai. Sao? À mấy đại nó sao em coi clip sao mà cá bự bự không mà nhóc hết trơn mà bây giờ sao kỳ vậy? Nó nó thấy chưa, thấy chưa. Dạ. Ờ cái tỉnh đâu. À nghe
nói bắt cá lần 700 gram nửa ký không à mà chưa thấy gì hết. Ba thì các fan về cái này chết luôn rồi bạn ơi. Bây giờ ngay mùa hay nghe cái nhà người ta bán cá gì. Vậy. Chụp vô đây. Chụp vô đây quay chi nữa. Dính rồi. Lẹ chụp vô. Trời. Đứng làm gì vậy ngoại ông nội? Ôi trời ơi, rớt vậy nè. Lâu. Con rớt thì chụp mẹ đi. Hay chứ. Ôi trời, cái nó ngồi nè. Ông nói con rớt này nhỏ hơn rớt nhà ổng. Ừ, hồi phải mặn rớt nhà mới đủ. Đủ ăn. Ôi trời. Ông nó phóng liền dễ gì. Phóng gì rồi, ông đợi biết lâu ông đi. Ông trời trời hoài à. Cặp ốc kìa. Hôm nay nghèo rồi, ăn ốc không. Này giống bữa mình đi bắt bắt ếch chắc tối với người ta. Đi bắt ếch được nguyên bọc ốc. Bọc ốc ăn tới hai bữa luôn. Nói chung là mấy anh em cứ thoải mái đi. Ở bển có mấy đầy trộn độn bá rau tiếp rồi. Ây da. Chết mẹ con nhỏ rồi. Quá trời trời. Bá đại chạy lẹ ông thầy tới nha. Ê có tới ơi. Tới rồi bỏ ra bỏ ác tới rồi. Bỏ ra bố bự quá. Bự quá. Miết dữ vậy thầy. Mà cho kỹ đem thôi nó nảy à. Cám ơi. Ở góc ở chuối. Ừ. Chết luôn ốc kia nữa hả? Mò cá đi mấy ông ơi. Nghèo. Nghèo không lo. Không lo mà ăn mà lo. Giỡn không à. Mấy cái lục bình mà lục bình no ngoài ăn được. Họ nướng lục bình ăn luôn à. Chà, này đi mò cá đây con gích bự quá, nó vướng chà một cái một là bệnh luôn. Mò khó cá mò không dính nữa đó. Đọn đọn vô mà. Có cô bằng đấy à bá đại. Nãy là mò dưới này chắc có tôm hùm chắc yên lắm. Chết mà dính bảy rồi. Nhỏ quá, mà thả đi. Bắt luôn hả? Ăn con này vô đây luôn. Ra nghèo rồi, xin lỗi nha. Go. Đi ra luôn đi. Hôm nay mấy đại đi theo xuôi. Ồ, lộn, trời ngồi đây không thấy trời. Trời đó thừa nhỏ. À, bữa nay ông thầy bởi vậy ông mang giới, bởi vậy xuôi bà cố luôn. Đi bụng thường ngày đâu mang giới đâu, nay bà đặt sợ mang giới, bây giờ xui quắc luôn. Đây đầy kìa, khoáng một câu, một cái một xanh lẹ. Ôi, ông ơi, đổ thừa. Anh đổ thừa. Ta lợi, lâu rồi lợi đổ thừa ta. Giờ mang giới rồi không biết, không giống ai chứ. Giới thì em xì. Thần mà giống tình hình rồi. Ờ, cái đó ngon đó thầy. Do chưa đủ ăn, cho nên mấy anh em ăn rau bù các bạn. Ngồi ăn lục bình nướng. chuyển qua giống như là cha mình tệ mùa xưa đó. À, lục bình cái người ta xẻ ra chính giữa, cái người ta làm bánh mì các bạn. Ủa có cây hả? Thôi chỗ này mình bày cho khác các bạn ơi. Ngộn có cá cho tới lục bình ăn rồi. Vô đề nhà câu đi với tỉnh. Rồi ông đi lên đắng đào lỗ đi. Có lỗ sẵn rồi đó. Anh ba gâu và chị tám bèo. Về miền Tây mới thấy cảnh này. Nãy bây giờ một buổi đi bắt cá không thành công các bạn ơi. Cá mùa này nó giờ này bây giờ nó lên ruộng nhiều các bạn ơi. Nước trên ruộng người ta bơm ngược vô nè. Bây giờ ít mồi quá, giờ mấy anh em về. Nãy cũng có mua sẵn mới cá lóc. Thủ tội làm mất không thủy hết trơn. Còn con tay tượng tủ đó kìa. Còn cái mơ tượng nữa hả? Mấy đầu cái giò nữa hả? Ôi dư sức rồi. Nó ăn thập cẩm luôn.
đúng là một buổi thất thu rồi. Thất thu, thất thu. Hãy xin chào cả nhà nha, buổi thất thu mấy anh em rồi các bạn ơi. Nhưng mà được cái không khí vui là chính các bạn. Dù sao mình cũng được tắm nước nước kinh rồi đó các bạn. Dính sình rồi đầy đủ hết trơn. Giờ mấy anh em hái được bình rồi xong hết rồi đó. Giờ vô cả nhà ơi. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bây giờ mấy anh em về để mận mồi. Bạn xem tiếp. Bây giờ cả nhà mình vô các bạn. Sao đây bà nãy? Đi vào kia đi, đứng như mình. Còn nó nhét bỏ bỏ. Thằng Khải nè. Đây 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 đây. Tới đây không? Tới chưa không? Nãy này có sình chưa? Sình gì? Dính sình chưa? Giờ, cho sình nha. Trời ơi. Đây, mấy nè mới lại dính cá bự quá bà ơi. Này kêu mình nhiều cá sẵn nhét vô hàng không nào đi. Cái thùng kêu bằng đâu? Này, vợ đâu? Thế, giờ điểm đây. Lấy lại. Trời bò dính cá quá trời à, vô cái hàng quá trời luôn thấy không? Nói rồi mò cả nọng có cá chứ. Nói không chuyện. Hai xin chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em cũng đã về được tới nhà rồi. Cá này mà nướng còn gì ăn? Dạ đâu nhỏ nướng mới ngon nè. Ở đây mấy anh em cũng mua sẵn mà chưa bỏ vô hang kịp các bạn. Đây bây giờ mấy anh em sẽ mần mồi này lục bình. Bữa nay không có ông thầy đi theo bỏ gì cá không được nhiều. Phải không thầy Châu đi theo rồi được rồi, ngon rồi. Ngon rồi ha. Ngon rồi kìa. Bắt đường sọt kìa. Hái là dữ thiệt chứ. Bữa nay ăn rau không nha các bạn ơi chứ cá bấm gì đâu. Trời ơi, đứa ăn rau đâu uống thuốc thôi. Trời cái thao quá lắm. Đây đây nè, có nè. Mò được nhiêu cá nè các bạn ơi. Anh có một cá chưa chài bá kìa, thấy chưa? Bắt luôn nè. Đó, đó. Mới mò trong cái dèo luôn á. Con quay viên quay được không? Quay viên. Đồng đội, đồng đội. Cá chè quá lớn. Nó thấy mấy anh em bắt cá không có, nó tội nghiệp quá, nó la xuống dèo nó xúc. Em là em bỏ công ăn chuyện làm, cái em nó để em đi quay YouTube luôn á. Tại em không lội xuống bắt, em phải lội bắt là nhóc rồi. Em lội xuống bắt mấy ông mà không có sợ tổ mấy ông. Đứng ở trên bờ rồi mà bữa nay ông ngọt không dính một con cá nữa. Chạy chưa? Em nói nước lên quá không? Nước nhiều quá hả? Nước nhiều. Đi ba em á. Dinh lên trên bờ rồi cái giống như là cơm nước này nọ này, rồi bữa nay em cái sự góp mặt của một hot girl đến thường ở năm vô lặt cái ao. Hot girl quá, hot girl. Rồi sao ông thầy, thấy sao ông thầy, ông thầy vô trễ quá ông thầy ơi. Có việc đột xuất. Đi nhí luôn đi. Đi nhí vô, nói bây giờ nó vô tới rồi đó. Mình đợi có nhí nữa đó. Có việc đột xuất. Buồn không tả được. Mấy con cá. Nhưng ông thầy nãy ông mò cũng hay thiệt, mò được đống cá các bạn. Đó, đúng rồi đấy. Còn gần tới nửa chai luôn mà sao. Tới công chuyện. Đây phần cá này chút xíu nướng nha các bạn ơi. Đó, cá nướng. Ủa, mềm mềm phải khô luôn hả? Ừ, nướng mềm mềm luôn. Chìm phơi nắng. Mềm mềm một nắng. Đây ông thầy tỏi sẽ mần cá chê các bạn ơi. Đây các bạn, một chuyến đi bắt cá của mấy anh em. Thầy kết quả của chuyến bắt cá nè. Nửa kỹ gì đó, nửa cái kỳ cho tới hết chứ. Hổm thế này là bỏ rồi đó, không có lấy luôn á. Hôm nay hấp bùa vàng lụm, hấp bùa vàng ăn kiếm ra. Nước quá mấy bạn ơi, nước quá. Quá trời nước rồi bữa nay. Này chủ yếu là thao rau lặt mạch xỉu thôi. Bữa nay kêu người lặt rau rồi phải có rau mới lặt. Chưa dữ chân, thấy phong thủy không có, bữa tối mua cá ha, rồi cái hả, vẹt ra cái lặt rau ha, bắt ốc ha. Và cái kết. Hai chị chào cả nhà nha, lẩu móng miền Tây các bạn ơi. Đó, này còn có nãy phải đừng có rửa được rồi, rửa nó bị dán hết trơn. Không sao đâu, ngồi nhúng vô cũng vậy. Đấy là quay tim á. Ngon ha. Cái đây thì chuẩn bị một cái chảo dầu để chút xíu chiên củ tỏi, củ lộn, chiên cá, chiên xù. Để bỏ củ tỏi vô, chiên củ tỏi là đúng rồi. Phải có củ tỏi chứ. Rồi xuống chai luôn rồi. Còn mới ăn rồi gai với cái gì luôn á.
Này mướn đầu bếp Sài Gòn về các bạn. Đầu bếp Sài Gòn. Chiên dầu nổi nghe các bạn. Ê, gán đợi cá luôn. Mềm chưa? Bỏ vô thau á, bỏ vô thau mới xả nước vô mới mau mềm được, cái để gì không mềm đâu. Nãy giờ xả rồi để xả nước trực tiếp luôn á. Không, bỏ vô thau mới nó mới ngầm mới gà chứ vị là như không à. Thau vậy thôi vàng kia. Dầu thiệt mà sôi luôn, mình bỏ cá vô các bạn ơi, vớt lên ăn liền luôn các bạn. Đây ăn vị không. Này đứa sữa mặt của ông Khầy. Khầy Châu. Khầy Khầy nha. Ăn cay được, ăn ái cay được thì mình ừ. Thả vô cá thôi coi. Thả vô, nghe các bạn ơi, dữ lắm à. Quá, không đủ dầu. Để chín nữa con nghe. Rồi, để cho anh làm dắt ngang luôn đi. Hát cài qua nướng luôn đi Trinh. Này, thấy là em cá được bỏ vô các bạn ơi. Còn nó cũng giòn. Lấy giá tưới lên luôn. Rồi, anh gửi mà tài khoản với cái mật khẩu qua vô cho em. Em đăng nhập vô rồi thôi. Giờ meo ha. Rồi, ok, ok. Quá đã các bạn ơi. Tới một chuyện. Rồi. Bên đây thì cái lẩu mắm đã hoàn thành này nghe cả nhà. Nó bệnh luôn rồi đó. Bảy chứ thứ gì chịu nổi không? Đặt cái chín đuôi trước nha các bạn ơi. Đầu ông đầu chín. Ừ. Đây bây giờ mình ra đây mình quay ông thầy các bạn ơi. Đã lâu quá không quay ông thầy, tao tưởng ông thầy còn sống. Ồ, cười miếng miếng lên trời. Thấy cái tiền hồi nãy cười miếng 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 nha. Đây, ông thầy ở ngoài này ổng nướng lóc. Thịt bò chứ. Khô heo. Con cá heo ăn. Cá gần ăn được rồi đó nha các bạn. Nãy giờ quên đếm nữa ông thầy. Ông thầy nướng mình quên đếm nhiêu con nữa. Có cây sẵn nè ông nội. Lấy ăn nguyên cây. Ủa, ông ăn rồi ông giục một cây ai biết. Chuẩn bị có mồi ăn rồi đó nghe cả nhà ơi. Cắt nhiều. Đây, cái tỏi đang là muối ớt chanh các bạn ơi. Người giống cá lóc. Wow, cũng vàng bên rồi nè các bạn, yêu mình. Rồi, đứt luôn. Cải đi, đừng vẽ nữa, cải nó. Ý là không dính có cho, không có cho cái đuôi nó đứt. Nó đứt rồi. Đứt đâu rồi dính, dài đó. Bị mất thẩm mỹ rồi. Con cá đuôi tượng, cá đuôi là ngon nhất rồi đó. Tôi đi trong nhà, đi ra chỗ này nhà, chỗ dịp mới về đó. Nhìn cá không có cái đuôi á. Là bị xa thải à. Chứ không thôi đâu, đứng đây đâu. Bán nhà hàng. Chết lên chủ. Hãy chào các bạn nha. Chuẩn bị có thêm một món ốc luộc các bạn ơi. Ốc còn tươi trong đang bò. Đó chị. Đây bây giờ em cá đã được nằm lên trên cái mạng ráp, chưa có ráp rồi mà em cá hoài. Ráp vô. Rồi vậy đi. Ráp cũng ráp bậy rồi nè. Cái miếng nhỏ kia nằm bên trong này. Học cá là vẫn còn đầy đủ vô nguyên. Wow các bạn ơi. Tới. Xả, tìm xả. Tới không chuyện rồi các bạn ơi. Đây các bạn coi mồi nè. Cánh trái tới tượng. Đó, chính giữa thì lẩu mắm. Đó, cánh phải thì có lóc các bạn ơi. Đó, thêm cái gỗ rau khủng khiếp. Cầm nó lên. Đại đây đi, để đại xuống đi. Đây với đại bàn em. Hả? Đậu. Nên. Dạ. Yeah. Mấy con này về đá với đại bàn được nè. Cái đó giống máy bay không người lái ha. Giống giống chiếc lai càng của người ta bị hư luôn. Mấy gà sợ chết mẹ luôn, nó ăn cải vô vui cải rồi treo cái đi. Có nào dám lại mới sợ. Ngồi xuống ngồi đi, lại xuống vô ngồi đây. Nè bé yêu. Rồi, bây giờ không khi nào mà kêu mình là bé yêu hết trơn. Thấy anh là yêu không có nổi rồi. Sao mà kêu anh bé yêu được? Là đây bà đó. Nhìn không ưa phải không? Muốn đi tu rồi. Vô bé yêu.
rồi rồi phải không? Rồi không, cái này không thấy rồi bé ơi, rồi bé tắt cái này đi, bé vô trong cái một cái bên cái ngôi nhà bên đây nè bé, cái ngôi nhà với một hình đục thơm cho con mượn, cho mượn nha, đục thơm ở trên đây không, góc trên một cái bên tay trái thấy không? Này quá trời ơi, giơ tay. Có chén nè, thấy gì? Anh. Nè nè nè, đâu rồi? Nãy lấy đó. Có à. Ngồi đi rồi. Bé Châu. À, đúng không? Vô vô bé bé. Vô được không? Mê. Vô được không? Rồi, ok. Rồi, rồi. Anh vợ anh đâu anh? Cái này vô tài khoản bây giờ. Bây giờ bé vô. Ủa nãy người nãy là ai? Thôi đem nữa rồi. Cái tài khoản á. Thôi rồi. Nè. Không cái không cái mặt á, cái mặt tài khoản á. Cái mặt tài khoản bị chìm đó. Phước Trần Lai. Rồi, đúng rồi. Làm đi ăn cái điều tính. Hả? Cơm không? Hả? Hả? Ăn cơm đi. Dạ. Xong đi về. Đây. Đây. Cái giỏ tôi đâu? Cái mẹ, cái mẹ. Rồi, rồi, rồi. Cô à. Cái giỏ nãy đó. Đó, đó, đó. Lấy, lấy à. Lại con để giấy. Đó, cái giỏ để em phòng á. Thì đi lấy đi. Không, mùi chậm lắm. Cho vô quần đi. Được không? Đi ra hoài. Bỏ. Chạy quần lên em đi. Rồi. Rồi, để đăng xích cái đó ra đi. Đây này vui là chính nha các bạn ơi. Phải lỗi chưa? Quay cái lóc chưa? Đúng rồi, quay rồi. Ở đây nói chung là bữa nay mình mò cho biết phụ họa thôi nha các bạn ơi, chứ không có cá mắm gì đâu nha các bạn. Cá đó. Cá đó. Nhà đầu tư. Cái chè trứng cá đó. Cá để làm này, cá nái mà bắt tiêu. Bên đây em có ly chén gì chưa này? Đâu? Chén miệng. Thiếu cái ly gì? Rồi đâu. Vô nè, vô bé Châu ơi. 1 2 3 4 nhà em. Một đi. Ly một luôn đó. Chạm. Vô. Vô. Vô hoài luôn. Ngọt quá. Làm sao đi. Xích qua đây để cho thằng nhỏ nó ốc đi. Rồi. Cá lóc nè. Rồi bây giờ bé thoát ra luôn đi. Bé thoát ra đây. Làm con cá lóc này bé. Bé yêu. Không nguyên con đi. Hôm nay đừng. Vui vui rồi nha cả nhà ơi, không có gì hết. Cái này chắc dễ bài nhiều á. Ăn con đi. Trời ơi, có mấy con cá mà hết con chết chết quá. Ờ, đúng rồi nè. Thấy con thằng chưa chứ chân văn như hết rồi nữa. Thầy lấy đũa cho thầy Khải. Lâu lâu à. Cá nướng như nướng cá hoài. Này coi nè các bạn ơi, mồi quá trời mồi. Nãy giờ đi mấy lần rồi. Này đặc sản ở miền Tây, lẩu mắm đó, ăn với rau nhúc với lục bình, nói chung là nãy ở ngoài ruộng hết nha các bạn. Bữa đi Sài Gòn mấy đứa nó ăn cái gì dê gì giò dê quay rồi đó, nó nói mình chắc chịu không nổi thì xuống núi đi, thấy mấy đó không có thèm luôn á, ăn này ngon hơn. Thèm cá thôi đúng không, nói chung là về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Thấy ăn gì thấy ăn gì nói như này. Rồi tới giọng thầy đưa cho ông thầy lấy. Đợi chứng cho nó đi. Vô bé đúng không? Bé Châu ơi. Chụp. Dạ, yeah, có con cá lóc sẵn luôn kìa. Vậy đó hả? Đó. Đúng đó. Mày có. Vô. 2 3 vô. Ông giái là Châu như vậy. Giái rồi. Mới rồi. Rồi giái lại. Mới rồi hồn gì đó thôi chưa về nữa đó. Mày có nên thêm về ăn cá nướng. Bằng. Rồi sao lại? Không có cái gì. Đấy. Ủa, cái ly thầy nè thầy. Trời, thầy nè. Đúng rồi, đây nè. Đây này, rổ rồi. Rổ rồi. Rồi vô lại, cho đều đều. Vô, 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 vô. Vô, dùng rồi đó đó. 1, 2, 3, vô. Mấy hành bên đó ăn á. Khỏi đâu. Khỏi, để đó, đừng ngủ ơi. Không ăn đâu, ốc. Anh đi tạo ra chuối kìa, lụm tạo ra chuối lại. Nè, dục đó. Bình không à, ốc mang lên không có ăn đâu. Ồ, cái nồi mắm này ngon nè. Ăn đi anh. Ăn đi ông thầy. Em nó bụng là chết luôn từ sáng giờ. Ăn đi. Sợ có nhiều đó đó. Lại đi. Ăn được gì em? Dạ. Ăn mới ăn ngon. Ông thầy động với Khải ở đây nó xuống núi luôn đó. Khải đồ uống bia mà nói ba không cho. Vô cái. Cô tội. Sao? Ra lệnh hạ lệnh nhỏ cái. Tát mẹ mà. Chưa đủ tuổi. Cá nướng chưa đủ 18. Quá trời ngon ha. Ngon không? Ăn gì? Khải ăn gì ta? Đồ nhúc rồi. Cái lắp à? Dữ á. Đấy, tới cái. Ừ. Anh vợ cái dĩa đó lên. Đã rồi đó. Xấu. À. Làm gì Khải? Khải nó làm gì cái mặt. Qua bên kia. Đắng. Này cái này làm gì bà đâu?
đầu gối bậm như nhìn thấy má chạm đều không như mới cài bừa quá vậy. Chiếu liếm chiếu liếm chiếu đầu chiếu giờ ai xài chiếu nữa gạch bông rồi gạch mang rồi gạch cái dọc chiếu là đó. Chiếu là chạy cho rồi giờ tao hỏi gì tao nói quýnh bài hồi tối quýnh bài ông quỳ mấy con thua mấy nhỏ nhỏ quỳ quá trời mất quỳ quá chứ quỳ ăn minh mạnh với thầy cá nhiều lắm minh mạnh đi hồi xíu đi bắt nữa giờ này cá nó gom rồi nãy ra nó chưa gom tôi quên chụp gì mọi lại vô 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 một hai ba vô ai vô lia lịa lên trời tôi đồng cái nhà lá giường sơi đại đấy mà sao có chén này nào đánh ơi có chén vậy hả chủ chén hả nãy có rủ bên kia rồi mà ta trên này có trên thủ dậy qua được không ăn thôi đừng có rủ đi bắt nữa nha không có bà mẹ gì hết bữa nay nó có nhiều cái cũng ấy lắm trùng hợp bữa nay xuống núi rồi mới ra tới đường kinh bảo phán một câu một không có câu nào xin vợ xin vợ quá xin vợ đừng có đỡ được em tại anh ăn mang tại anh mang vớ chứ đâu phải em đâu tự nhiên thấy người ta phụ nữ ta mang vớ đúng rồi đàn ông cũng mang vớ luôn bởi vì cũng nhiều cái chứ không phải một cái không không đâu thầy hôm nay cũng xui thiệt chứ bữa nay nước chấm là cũng ngon hết chưa thứ mà kêu bằng thú quắc luôn đó nguyên cái đội hình kêu bằng là mười cắn gần gần chục mạng mà mò được đâu hai ba cái gô vậy kiểu này vậy em ơi lâu 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 giao lưu bị hơi khớp các bạn ơi anh An ơi đây là cầm cái máy quay phim mà không thấy gì luôn luôn nè anh An bộ quá nhà là chỗ sửa về máy vi tính đó đúng rồi chính xác rồi có ghé thì có ghé được là làm gì yeah. Trời ăn đi nghe em nó bụng em ăn nghe đừng thường nha có được rồi sửa cái gì ta đây con cá thôi quá rồi kêu gắn cầm ra hỏi gắn cầm ra à vậy để em gì bẻ ngang cái sẵn ngang cái lấy cái điện thoại kìa sẵn ngang cái mượn điện thoại sẵn xuống sẵn ngang nãy rớt cái muốn gụng rúng luôn sẵn cái gì ờ cá đó hả cá đẩy xuống đất đi đây cái muỗng kìa cái muỗng sắn kìa hồi nãy anh tổ nó mà khẩu gì tao em sắn cho nó để trước đi rồi ba số bảy lấy cái dĩa sắn luôn vậy hai bả nó mới hút nổi vác lúa là bao năm 60 kg không đó cá này nhầm bài chạy đi hả này sốt rồi viên chắc này trận tối chừng gió đó đó tối anh cạo anh thi họ năm ngày sốt rồi để nguyên con luôn đi bỏ vô chén lên nè chiều bà không để nguyên con luôn đi đem về cho vợ ăn nước khoái ăn cá chiên này lắm kêu vợ qua rồi 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 đèn cái gì đèn cho ủa mà sao nãy giờ mới vợ anh vậy vợ anh ở ngoài kia đèn gì đó của tỏi đèn cái gì sư ba tết gì đó đi sư bên tay đó đèn sư bên tay luôn lấy đi lấy đi rồi điện sâu sâu bên ta luôn cho bên đây nghỉ ăn đi bên quân hiệp một đi bên đây hiệp hai ừ dĩ cũng được chưa bé mà mất ấy nữa chuyện qua chuyện lại mất công rồi rồi được đó dĩa nè nắm cái đầu ra nắm cái đầu bánh luôn đi vậy đó. Ừ bánh đó hiệp một đi rồi qua đây hiệp hai rồi để sâu sâu bên ta luôn rồi, anh để anh chị từng bước này coi đâu vô lại anh chị từng bước này coi bỏ ngoài đi bỏ lấy một bỏ vô vậy cho dạ rồi để hai sâu sâu bên ta luôn dạ số một à vô một hai ba vô à, nghĩ nó không đi buồn quá hẹn hò gì rồi bây giờ rồi đúng rồi đó rồi vô vô cái tài khoản đó vô cái tài khoản thấy chọn tài khoản đó rồi chút cả ngon nhất đó rồi ủa mình chọn bằng cái tài khoản đó rồi mình vô gmail được rồi đó bấm vô gmail đi ăn cái ốc con vậy ừ tội không có thấy ốc kìa rồi, xíu hay cái mùi vàng tài bản kia tài bản như Quỳnh nữa kia cục đó đỏ đi ờ tài bản Nguyễn như Quỳnh đó ờ bằng bỏ răng rồi đó vô rồi đó ăn rồi bây giờ con ăn nó giống ông thầy quá không ông thầy quá không ốc về đi vẫn tám quận ngày nào cái gì con vô cho một hộp thư nó mong đêm nữa con cái gì để con nhận được vô một hộp thư trời ơi tới ngọc hộp thư đến đó con không chuyện ngọc ngọc bằng cái chén rồi các bạn vô trong hộp thư đến rồi ôi trời ốc bùi vàng nó ngon hơn ốc bu nó giòn chăm cho nó ngập lăn vô ủa cái này bằng nửa ốc của hổm rồi con mấy cho hồi nãy con ốc bằng cái vợt tao để đúng cái vợt này nè trên cùng bằng cái ly nè nè bữa hộp tao bắt con dụng đem vô tao quên chỉ nãy quên lấy
Đó rồi bây giờ con hãy sâu con, vô cái nữa. Chị này để cô gửi cho con. Ôi ơi. Không không. Đấy luôn. Rồi sao bên ta đâu? Tới nãy luôn. Tới nãy giỡn đùi giỡn lộn đùi của nó là sẹp lép luôn á. Giỡn đùi này sẹp luôn. 1 2 3 vô. Bạn nhảy kìa, bạn nhảy nhậu rồi đó. Chạy qua đây nè. Để chạy đây nè, nó đang nè. Ai vô anh? Ai? Đây nè, quá trời luôn rồi nè. Quá rồi. Lẹ luôn điện ra sao không thầy sụp bên tay nó luôn. Ai vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Ai vậy? Quay qua quay lại trời. Rồi, chạy vô đi, nhanh lên. Ai? Bé nhí. À, nhí vậy? Anh thầy nhí rồi. Rồi, hồi nãy giờ xong rồi đó. Công chuyện xong rồi đó. Vô lại nè. Vô lại nè. Vô hả? Không. 2 3 vô. Thầy vô lại coi. Vô lại ha. Vô ha. 1 2 3 vô. Trời ơi, anh chạy luôn à. Bị lì lên ngoài quay quay kêu làm gì nữa, làm nhau lấy lại rồi. Ba phát rồi, ba phát gì nữa, hết ly luôn. Ăn cua nó dục vô luôn, ban rồi đó con rồi em bỏ luôn. Ủa đâu thấy cua gì đâu. Ủa, thấy lại cái sạc không à, cua nhiều lắm rồi, cái 5-7 con đã có nhầm mập con à, 5-7 con có con mà ba nãy tao bắt không 3 con rồi. Bếp đây, chim hun khói các bạn. Chim à? Chim hun khói. Dạ, cho ông thầy Châu thưởng thức nữa đây. Gì có hơi khói không? Không mà hả? Nó gãy. Lâu ăn chim chim lấy dây mới. Lâu lâu, lâu lâu ăn chim ruộng bữa. Nè. Dây mới hay chưa? Chim chợ. Chim ruộng bữa. Chim nhà chồng đó. Chim nhà chồng. Thông báo hết vậy. Thông báo hết vậy. Còn cầu nhóc kìa, nãy thấy. Đó, cho bé lại cho bé nhỏ đi. Rồi đây. Cho đầy cái đuôi. Trời ơi trời. Đúng rồi. Dạ. Đây con. Vô. Giảm cân quá. Giảm cân. Tăng cân con. 1 2 3 vô. Làm lại cái. Vô. Trời ơi trời. Vô mũi. Cua đều đều chứ hồi đi sao mà tính ra. Điều chân á chứ. Anh ổn vô. Bữa nay chưa có. Bữa nay chưa có. Trời anh trai rồi. Uống 3 ngày uống mạnh lên. Mày suối không mà mày không dám uống, mày uống đi tôi uống mạnh á. Đủ tuổi. Đủ tuổi cho rồi, nãy ổng nói rồi. Nè là gì? Đây. Em biết. Chấm muối hết tới nãy luôn. Tới nãy luôn. Nghĩ ăn. Tới nãy nghĩ ăn. Không dám. Không quá, cá này thơm quá trời thơm. Thơm như cá nướng vậy ha. Thơm như cá nướng. Lâu lâu về gọn chơi bỏ nè, hạn hoài ổn gài chưa được đi bắt cá kìa. Tới ôm tới mùa khô đi, đi bắt cá cạn chơi vui hơn. Hẹn hồi chưa Tết đó giờ. Ừ. Rồi mấy cái năm trước kìa, mấy em là nhậu là kinh nguyên cái thùng bia giác, hai người giác đúng không, khiêng như khiêng heo đó ra ngoài đường kinh ngoài bắt xong rồi xong quay lại ướp lạnh xong là nhậu. Rồi, nhậu xong không hết đúng không, ủa không đủ đúng không, điện kêu chạy xe ra giao bia ra ngoài ruộng luôn, cắt lúa rồi định chạy xe ra ngoài, chạy xe ra giao bia luôn. Bây giờ nữa sau này mình cắt lúa xong á, lúa xong cái anh em mình đi bắt chuột đồ này kia cái mình đem ra ngoài ngoài có mấy cái bờ đê gì nè, bờ lớn có bờ canh bự. Sẵn rồi chuyến này, sẵn là trả tiền hai thùng bia đòi hỏi luôn nghe thiếu á. Trời lâu quá. Đâu mà dai dữ không? Đâu mà dai dữ. Có nữa tới cắt lúa rồi á, đi đường kinh của ông cậu chính á. Dạ. Em đang ăn mà nói ổng á, ông cậu á, đi đường có mò là mấy em đó. Mắm anh chưa ăn mà mắm. Ăn đi, ăn cá lóc nướng không có lên cân đâu. Có đây em ăn hết trơn mà, bỏ tính ăn cá lóc không sao trời. Làm sợ rồi. Thầy tính dụ em ăn thứ rồi thầy. Ờ tính dụ em ăn thứ rồi thầy Châu à. Ăn ông kẹ. Ăn con cá vô. Coi. Ăn ốc với thầy vô. Trời ơi nhậu mà ngồi nói chuyện không mà hồi xỉn nữa nè. Vô. 1 2 3 vô. Bữa em đi với anh Hạnh em tới bệnh luôn nè. Bữa cá anh bệnh em cũng bệnh luôn. Vậy đó hả? Bà cạo gió này nữa nè. Hạnh tới bệnh với gì ta? Hạnh tới bệnh với thầy. Không có Hạnh, không có Hạnh mà hai đứa bệnh chung. Không biết sao mà sáng hai đứa bệnh chung, tối đi chung sáng hai đứa bệnh chung. chết dễ hiểu lầm quá. Ừ, khúc này để coi sao. Dễ hiểu lầm quá. Còn nữa này giỡn à. Này giỡn cái đâu sao á không? Lây dữ đi. Một cu quýt hay gì lây dữ. Lây dữ. Cần xé chấm. Ờ. Nó chưa ăn. Trời ơi, dính lọ dính gì lum hết trơn kìa. Chín chưa? Tới rồi.
chính rồi, chính rồi, chính sao cái xương nó làm nó xé luôn, chấm cái đó kìa, chấm cái đó kìa, phải có mỡ chứ, còn trong xương mà nó khô gan nữa rồi ngoài chắc để nuôi em chiên cũng lâu á, chung chín rồi, chín là không, vừa mới 8:30 à, còn máu máu một chút ăn mới bổ, bữa bán người ta lại ta chào bềm bẹp như 70.000 con, phải rồi bềm bẹp 70.000 phải rồi. Ta bán mỗi chục. Ăn đi. Ăn đi. Gấp thì ăn đi. Đó được rồi, ở đây tôi gấp được. Ngày ngày thì... ngày. Nhà trong đường chùa. Không có ngày. Không có ngày. Gấp bị trẹo. Mà ăn được nguyên cái mụn này tôi mần khô không này thì bán hết trơn rồi. Bán bán kia gấp này. Cái kia gấp nổi thôi mụn mốt bên đây qua tặng. Dạ dạ. Đó. Dạ. Cỡ gì biết. Thầy nhắn. Chính xác quá, may ra. Nào có nuôi hết nổi đưa này bàn đâu được rồi, đứng đưa người ta đi. Đủ. Sao đi. Sao đi. Vô. Vô. Để bàn á, thầy Châu phát hiện đó. Vô. 1, 2, 3, vô. Đó, bay mất tiêu rồi, về nhà thầy Châu rồi. Mình là xong rồi. Nướng luôn à. Gom lại thầy Châu. Chú Năm tại con không vô chứ, chú Năm biết. Biết biết. Dạ. Ra nó Năm nhậu luôn, bến bờ kẻ. Dạ. Đó thầy đó làm như thầy Nhân á. Thầy Nhân ông nhát à. Dạ. Có hai đứa gái. Ông thầy này nó lại ông thầy sốt bên tê. Bên này á. Con thầy Tụng. Còn bên đây là ông thầy, thầy dạy cô giáo Thảo. Thầy bấm. Ông thầy sợ rồi. Thầy với cô giáo Thảo luôn đó. Thầy nghĩ là cô giáo Thảo mà mua thầy đó thầy hiểu á. Dạy lại cô giáo Thảo đó. Qua trời quá. Đó tại cái nhà dần có cái dồ có ký gửi con. Ê cái đó cái nó mình nhớ nó đây nè, con mẹ nè. Ăn em thầy. Năm ăn mọi đi Năm. Ăn mắm được ăn rồi đó. Nổi. Ừ. Dạ dạ dạ. Mắm này em để chắc chưa đó bụng con có bún gan nè. Dạ này chắc chiều phải không? Ờ ăn trống cơm không? Còn đi nhà. Cho em xin đi cơm. Lấy cái mắm không tới rồi ấy. Cho em gửi lại cái kìa. Ủa. Em thấy cái ớt người ta ngán. Chơi à. Chăm sóc cái cơm lên bậc. Giấy này. Nó nói rồi mồ hôi. Nó còn đó no luôn rồi. Cá này, cá trời hại ơi. Cái đỉnh hại. Ồ không bỏ cái đầu anh em nhậu cái bên mồi nhóc chơi gấp chân mắc cỡ không nhá mang. Ủa cũng nấu. Trời cái chén luôn nè. Rồi phải ăn cơm quỳ không mới vậy bị bậm giò. Ăn cơm mà còn quỳ á, phải nói vậy. Có lóc mà ăn có lóc. Nó gậy sếp đắng chút thầy. Có lóc có chơi nè anh. Gậy đắng nữa đây cũng quỳ gối chăng vậy sao quá không ai giờ không nha không ai dám chồm mới dân chồm ngại quá cái nồi còn ông thầy gấp tiếp cho ông thầy kia coi tôi nẹp ừ cái nãy giờ còn nguyên gấp luôn á cho ông thầy ăn đi em bên đây nữa nè dạ đưa 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 nè cho cái trứng nè thank you hên quá ông thầy không ăn hên quá ông thầy không ăn không ăn là mệt nhưng hên rồi không ăn là vô chén rồi đó lấy cái chén kê vô nhiều lắm quá nhiều rồi mắm không phải quá nhiều thơm thôi gà gì chén vô dạ nè không được không không ăn đi ăn đi ăn đi rồi ăn đi ăn đi ăn bé ăn bé nhiêu tuổi nhiêu bé gì chừng bự cho bá rồi ăn cái này ăn nhiêu tuổi dùng đấy nè em đón nữa nhiêu tuổi ăn chim đi ăn chim đi ăn chim đi hăm mấy nhỏ hơn em 40 chị 40 á gì lộn kèo á tình này kêu bé gì bé 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 bự bởi vậy nãy giờ nghe kêu bé bé không biết nhiêu tuổi hỏi hô kêu bé không à em 40 rồi đó ở bên đây người ta kêu được đây bởi vậy mà hỏi 30 tuổi bé mà không tin luôn á vô vô 1, 2, 3 vô không tin thì đúng rồi không lẽ anh ta 40 thiệt Lý Tịnh vô nhỏ hơn đăng tuổi nữa nhỏ hơn anh tới mấy tuổi Lý Tịnh tôi tệ có làm dấu rồi con làm dấu anh tăng coi tuổi con kỳ cục của con có kỳ cục làm thật rồi đó cục nãy nữa là còn đó kỳ cục ai ai chú Nam cháu nội của ai chứ không phải của mình phải không cháu nội của tôi sao sai không được chết luôn Khải ơi chưa nóng đâu gì chưa nóng nít gì trời ơi đã nóng nít là đưa lên cái chà đưa lên cái lò ngồi luôn ở trong đó mà đâu củ tỏi ừ, chơi ớt bên trái trong
Cái gì? Tại em. Ai? Em. Ai dính? Chưa dính. Em dính bởi chưa có màu lên cho ông này, ông quay cuối cùng. Một tinh đi nước ngoài ở. Dạ, cảm ơn. Nam trắng quá. Ông Sương luôn ơi, Nam. Không có sự nghe. Có mùi mắm quá ha. Giới thiệu sáng nào giờ đâu ông Sơn đủ nữa. Sao chửi cậu đâu. Chú Nam ơi, con chơi môn này. Rồi con này. Này 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 lại tính. Chơi môn này mà ăn mắm. Không có mắm kia được. Ăn mắm sống. Cho ăn cá lóc rồi phải. Con nó đi. Cái cá bánh. Đây nè. Để cho nó luôn đi. Nó không ăn. Con ăn mắm sống. Chứ tao không ăn đâu. Còi gì không. Còi. Có ăn đâu mà đứa nó. Nó đâu là cho anh Nhí. Vậy hả? Đến về. Cảm ơn. Vô thế. Vô cái. Không. Mắm quá trời. Cái này về vậy. Nhúng vô cái là tỏi ha, tỏi ớt ha. Chọn sẵn rồi. Mắm tôi chọn nha. Thính vợ tôi phải để cho tôi. Có tỏi ớt chưa? Chưa. Không. Không chọn sẵn rồi. Không này ăn nguyên chắc luôn à. Còn nguyên hả? Ăn nguyên vậy mà vừa ăn thì nó ngon. Đẹp hết biết luôn ha. Vì kia ăn tạp chết nỉ mà cái bông lục bình mà bả rửa mà nó nhăn nheo cả đó luôn mà không phải à, lúc nãy bỏ trong bọc nhồi đó chứ không phải tại em. Phải tại em ghê vô ẩu cũng ngon chết bạn. Dạ này nhí lại ẩu im không ngon thôi rồi cái bé đẹp gấp rồi trời ơi cái bé đẹp đi. Sao? Cắn lại cái. À nó cắn cái nghỉ rồi, không sao đâu. À nãy giờ trong này không ai chó không sổ một người luôn. Sao sâu cá. Sâu cá. Nhìn vô bé ơi. Chưa cá. Không la không sao đâu. Đại. Bé gâu quá nha. Sao? Chén này mà bé gâu cho nó chấm cắn cái nha. Nó lần nè. Bé gâu cắn nó lần tận. Không ngượng. Cái này con tôm ăn đúng không? Rồi trời. Vô bé. À, quay. Ê. Không ngon. Mày. Tới con chó. Tới con chó còn la nữa. Lâu lâu đi, đi về về vườn chơi là nó chó được. Hồi cái kết. Nè, nè. Không dặn nắp lại. Quả luôn nhỉ, tới tàn luôn nhỉ ơi. Bắt cá gì không? Cá này. Trời trời bắt coi nè, vô đây nè. Rồi đây đó em à. Ok. Đây nè, đây nè. Có chỗ ngồi nè. Bông ơi. Đấy em đợi anh đợi á. Trời ơi trời trời. Lâu quá không gặp này mà ở chỗ cũ không? Còn hả? Tưởng 50 giờ chứ khác. Kia kiếm chỗ mới các bạn thấy à. Không có anh lại nãy giờ em nhậu không vô luôn á Nhi. Đó. Cái này là tới xuống xác. Nè bé. Nhi cái này là kêu bằng là dọn chỗ cho Nhi ngủ luôn. Nhậu không say không về. Phục vụ luôn. Bé bé. Ê, con. Bé làm gì mà chạy mới mà. Chạy mới mà. Chạy mới nè. Trời nắng. Ai biết chạy đó của ai? À giờ mới nói mấy cậu mắc cỡ rồi mặt đỏ không hồng nha. Tôi xanh luôn ha. Nói gì nhậu thấy chai không quen. Đi vô đây nhậu. Em bình tĩnh lại vô cái. 1 2 3 vô. Lâu lâu vô. Chúc mừng thành viên. Em tưởng tượng em là đàn ông chứ em đâu phải là phụ nữ được trời. Để sao nguyên cái được người đàn ông không à? Để anh mới nói mấy cậu mà đó là con cháu mình có sao đâu. Ông lẻ người ta. Đó hết trơn à. Ta làm bằng ngày sao? Để em tự con bự đi. Để. Từ từ. Xé đi. Không có gì nhậu tại mai. Dạ con uống rồi. Cái này cuối tuần nè. Cảm ơn chú nhiều. Ê, Nhí. Ngon quá. Đại bẻ cái đợt nhẫn lòng cho Nhí kẹp áp bùi vàng. Ngon không được. Tiêu luôn á. Gì tiêu thai. Ăn là nó hụt luôn á. Thôi có gì không nổi. Đeo cơ luôn. Dạ vừa phải cho tôi á. Nó mới vô cho nhỏ ăn móc áp bùi vàng là chán nè. Cho không phải cho con bự bự chút xíu đi. Ủa cái nồi này nó có bắt bếp không ta? Có mà. Có sao không có. Của người ta cũng hộp hộp quá gấp. Mình để lâu hả? Mới bắt lại nè. Bữa nó núp núp rồi trả lại ta có ăn luôn đâu mà. Mới bắt luôn đó. Hỏi vậy còn cỏ thì thinh luôn. Nè nãy giờ bé đầy ra ruộng bắt ốc mua vàng đó. Ốc này bé đầy bắt không đó. Với gạo bé đầy bẻ không đó. Thấy ngon bé. Ok không? Ngon không ngon. Linh nào không cho rồi. Nông dân chính gốc luôn rồi. Một hồi gần ăn cắp cái keo bóng nó vậy luôn quá. Không có gì. Anh ăn ốc là ngon là chuyện bình thường rồi. Anh ăn cái chén nước chấm cái ngon hay không mới quan trọng. Dạ, rồi. Cho quan trọng. Bên đây, cái đó muối ớt rồi đó. Ai kìa. Sâu vô, quấy vô. Ừ. Thiểu gì mà ốc phải quấy dữ vô tại vì cái đó chú ý cho nó tiêu á. Dạ. Được, tắm ông thầy cãi là nó tắm quần.
Sao vậy anh Châu, quỳ gói nữa anh Châu. Quỳ nữa, biết nữa. Sao giờ. Thôi gấp cho ông thầy chậm. Giá rồi, cái giá vậy. Dạ. Cần độ rồi, cần độ. Được, được, rồi, ok. Đưa cá anh đi anh. Còn cá quá trời. Bà Duyên khổ lúc nào cũng chi. Đầu gói lên coi nha. Đen đuôi chứ. Cái bầm tím. Ông Linh này làm như mới vô Linh mới à. Dạ. Linh mới, tầng bình, tầng bình. Cháu của mà ở Chính Văn chậm á. Chính Văn hả? Dạ, con dạ. Chính á. Con bà... Ủa nãy có được có cá không? Có. Trời nhí ăn chim mà nhí. Trời ơi. Bắt cá lóc, bắt cá đĩa. Bắt cá tài tượng luôn đó anh. Bắt đừng con cá. Cá chê luôn. Chê con mấy? Của bà ngoại tên là hai tác cái kênh luôn bắt với hai cá. Dạ đúng rồi. Ông bảo bác sĩ. Dạ đúng rồi. Đứa tỏi kìa. Còn cái mồng với cái đầu. Ai đó. Xấu rồi tôi. Dạ. 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 Vô. Đó. 1 2 3 vô. Vô. Chậm vô. Không có gì vô. Hết chai rồi. Chai nè. Chai của chị nè. Vô. Chai năm đó kìa. Chai của em. Hai chai rồi nè. Ba ba đó mày mới hai rồi ông ơi. Vậy là em muốn hai, người ta. Ủa. Trời. Anh nói là không quên đĩa đâu. Ngon là xách ra. Xách ra có cho ai ăn đâu, xách ra đậy nắp lại rồi. Ra đậy nắp rồi. Ăn đủ mà ai mà chịu nổ. Sao, lại nhà ta ăn như sáng cạp vậy chị cho nói. Anh đúng cái giấy rồi không em không dám xài luôn á. Nãy giờ em đưa anh hai miếng giấy là chưa có xài được miếng nào luôn nó tiêu hết trơn rồi. Ra mất tiêu hết trơn. Ai biết không cãi là mất trơn. Trung Quốc đó là cha tỏi xạo. Không dám đem ra. Còn không sợ là nên chết luôn. Nên ta ở nước Nga không nói Trung Quốc. Trung Quốc là sợ wow. Phải rồi mấy người đó ăn nhiều mạnh lắm. Thế là mắm mà mặn cỡ rào mà còn đóng nắp lại giấu. Thứ gì chưa nổi. Nói chuyện con cá này đấy. Ai cho cánh vậy? Đâu? Cánh nó gì? Bông lục bình đi biết lâu. Ai cho cánh gì từ nghiệp thiết vậy? Cánh mà khác cái này luôn rồi. Còn cái gì nữa? Ông này nè phạt ổng đi. Trả mà. Nãy giờ ung khói treo không? Đã không nè. Thôi. Trời. Nãy ăn được có con cá rô với cánh chim vậy nè. Dễ gì. Chết luôn. Cá mua ớt chấm. Ăn chấm. Ủa ăn ốc mua vàng ăn lục bình có sao không? Cũng như ăn nhãn lồng vậy đó. Trời. Cho em cục đá anh. Tác dụng như nhau. Em ơi. Dạ. Cho ông bác cục đá luôn. Cho anh tỏi. Mắm lắm. Cho. Dạ con cảm ơn bác. Mới lại mốt ăn đồ xin hoài luôn nha, hồi ăn đồ xin nữa rồi nha. Nãy giờ sao ăn hết không dám ăn luôn còn nguyên nè. Chủ quán nữa hả? Nữa hả? Không vừa á. Bỏ cái đầu kia vô nha. Okay. Cái đầu kia bự. Dạ. Cái này chắc cái không dơ quá. Đầu bự đầu nhỏ nữa. Cục đá nè. Đầu bự đầu nhỏ tất nhiên là nó con hoài luôn. Ông nội làm vậy chú Năm móc mắm ra làm gì dòm vậy? Con còn. Còn. Kệ ông nên hết rồi kệ chú Năm. Con không dám ăn luôn. Nên quýt chết luôn này nè, con hết trơn rồi nè. Con này sao? Sao kỳ vậy? Còn nữa con nè. Ông bắt cắp con đó. Bên đây nhà mà, nhà phân phối gì đó. Đây đây nói. Dạ dạ có. Nói vậy chứ thương dữ lắm à, hả chú Năm? Ủa ủa cái bên của người ta gấp luôn hả? Con nhiều lắm mày. Gấp luôn rồi. Để tao hết con rồi, hàng gì đâu có đâu. Kiểu này không dám cắt nhà gần. Bởi vì nó hô mà mắm mặn rồi chú Năm còn mà chú Năm không còn đóng nó phải giấu nữa. Vô bé ơi. Ba cá. Vô bé ơi, bà biết ăn không vô bé. Vô bé ơi. Mặn nãy giờ. 1 2 3 vô. Nói chung là ngon rồi mấy vậy đó chứ. Cho tôi dạ, đó. Nãy vô không kịp chứ quýt con chén cơm đầy dung vậy nè. Tụi gặp cơm nguội. Sợ xỉu. Hôm bữa hai anh em xỉu tới sáng xỉu hết trơn. Cái xỉu luôn à. Sao nãy giờ mình bạn không ăn mà sao còn cá còn nguyên vậy? Lâu lâu lâu. Mấy chú anh ơi. Nguyên gì hả? Làm đi, làm nguyên khứa đi, nguyên khứa đi. Thôi, từ từ thôi, gấp. Anh vô là người mới có hai chai. Trời hai chai mà nó còn nhớ lộn nữa kìa, anh thấy không? Chút mắm nè. Em nhớ. Tao ăn gì kệ tao đi. Nè, chai. Sao ngủ quá. Vậy không đủ rồi. Có ăn không mà quay máu quay chai. Cái người ta nói. Nói cho nó quay lại. Hồi nãy vậy cho nó đi thì tốt đắng luôn. Như rồi cho nó điện cái mình nó cho nó quay lại. Ta nói chính người đến mời ý. Ta muốn nói sao đó. Nó kiểu gì với con chót hay là cầm. Đâu có hồi tao gửi chén luôn mà. Mày không đổi áo luôn trời. Mặc áo như vậy hả? Vậy đó. Mặc cỡ. Theo ai vú giờ sao? Vú ăn cổ con cổ mà.
không biết gấp cho gái miếng nào chứ. Gấp cho gái không mới đau. Gái mới đau. Thiệt chứ khổ em quá đi. Nghe bạo lực quá đi. Mời đếm. Vậy mà cũng có con được. Mời đếm, mời đếm. Con tập quanh. Chỉ mà hai ba vợ đúng không? Mời là mời. Đẻo vô ra anh trai à. 1, 2, 3, vô. Vô ra lậu lớn ha. Tính chuyển đi vừa qua cầu bệnh viện xuống cầu bệnh viện chạy khoảng chừng 50m vậy. Rồi một buổi tiệc rất là vui các bạn ơi. 4 số 7 á, 4 số 7. Qua là lắm có 200 rồi. Chuyển đâu, chuyển gì cũng có chứ. Việc việc gì đó, việc gì anh việc gì là chim bự chim nhỏ chim cọp. Bên quán nhậu có tính nhí có chim nhiều lắm. Chào bé Như á, bé Như đây chim cũ rồi. Chim có chim cũ, chim mới nữa Năm. Tao dâu tao ngồi ai. Dạ dạ. Nghe mà. Đừng lắm à. Đừng mà. Đừng giờ ngồi trước giữa gấp cho gái ăn coi. Rồi, cần không bảy vô. Đây đứa đá này chị. Cha tội như vậy con rồi chứ giữa mà không biết cách gì trên. Tao đậu tao mà ai vô đụng cho sao nó xuống. Vô 1 2 3 vô. Này nhảy lý tưởng quá nha. Dạ dạ chị. Mình nãy nói với anh để chị về chơi mà chị nói nghe nó như nó là chị về bên ngoài hả? Chơi, bữa nay giao lưu với ca sĩ. Bên nay bên nội. Hồi đó chứ biết ca Châu đúng không? Bé Châu đó ca sĩ đó giờ lớn lên đó. Nhìn khác không? Không có gì. Bé Châu nè, đó nè. Không. Châu nè. Anh à. Bé Châu nói nè, không. Bé Châu là đệ tử của Nguyễn Huy nhảy ghê lắm mày nghe, nhảy mấy tử coi chưa. Không thiệt mà. Bé Châu nào ta? Bé Châu rồi đó. Bé Châu nhỏ nhỏ rồi đó, hết cái đầu giống thằng bắp đó. Nhảy cái điệu nhảy mà có chớp ở trước mấy đâu có đâu cả nhìn bên đâu có châu có châu ừ có bé châu bé châu với bé lòn toàn hồi xưa đó bé xương mai rồi đó bé châu hồi đó nhảy trên sân khấu hay chứ còn bé châu giờ nhảy trên sàn hay bây giờ nhảy trên đệm này cũng còn đỉnh nè chính xác rồi nè đầu gối đen cho luôn bé châu này nhảy trên nhiệm không à đó nhảy trên sân khấu châu rồi đâu 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 uống ly đi uống ly đi có còn ngắm trong sự nghiệp đánh rồi chứ cổ còn không còn gắn trong không có lúc nào vậy có 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 đem lại đủ kỹ lạnh đủ lạnh vô 1 2 3 vô vô chị xui làm gì làm giống quên chị xui giống quá trời giống quá giống quá bộ nịnh nịnh đang hồi sinh sinh ấy gì em nổi cảm ơn rồi bữa nào đi ngồi nhậu rồi nói bạn đó là uống sương hả thiệt hả uống nước gì đó đâu không. Nhà có viên sủi không không có viên sủi không chị cơm nước có đường cá cái đồ cá là tầm nó qua dính xương qua theo bảo châu nói bữa nay sao ai lợi nhà tỏi sau kỳ ta lợi sau đông quá này làm thêm đầu cá tre chắc nó qua tua luôn á không mình khổ quen mình hàng vậy nó lên luôn người ta lỡ con ốc bự bự kìa người ta nuốt á đừng nó chậm cái gột luôn nhớ dướng xương lại không nói đâu chết luôn rồi con tôi không cho nói tôi nó dính xương kiểu này chắc banh mấy cái gột hết luôn á dính luôn còn ăn được mà hay là làm bộ ta xương nhỏ mà mừng chơi nhỏ vui dạ dạ dính kẻ răng chứ không phải dính cái ấy dính kẻ răng nãy giờ dính kẻ răng ôi khổ quá con đó hụt tâm lại dính kẻ răng lấy cái sà bè ăn bành nản mình đi đồ đũa không gian giả không à bẻ dính kẻ kìa mẹ ơi chuyện cái ống nó đưa vô là ói ra luôn à ói ra xương luôn à cái ống lên chuyện cái ống nó vô là ói ra ói xương ra luôn đây là cái cháu nội tôi là khổ thì chứ 2 3 vô con này cháu nội nó gầy nhưng mà ông nội không nên thằng hết rồi á tôi nói dâu không có nói bậy nghe thầy này là thầy ấy mà bậy bữa ngồi đồ hô khơi đây em nhậu với thầy kia thầy này em thầy xịt bên tay rồi đó chút chút bên tay
thầy tổng. Ông xí xẻ là ngon nhỉ, chấm cái muối ớt vô mới ngon. Không ngon mà còn xương không. Xí xẻ là không xí xẻ là cho nhí cái ai xí xẻ là cái tiếng này sao cái xí xẻ là ông cảm ơn mấy bàn giao trả cái đít tiền ăn cái đít là bị đau. Ê nhí chụp tấm hình cái nhí cầm đem qua đây ăn cái đít là rồi là bị đòn liền, thưa liền. Trời cao cao cái con chim lên rồi. Tới chịu rồi. Con nói cái con gì? Cười quá con cười cái ở đập trái. Cạp 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 đít cạp đít liền. Mới cắm rồi cắm cạp. Cắm cạp cái đó. Bây giờ muốn ăn cái đít là muốn ăn cái đầu. Anh thì anh khoái đít rồi đó. Ủa sao phải đít mà đưa ra đây là sao? Không tại đội bé. Ôi vô vô. Bé, cái đầu là bé. Chia sớt bé. Đậu, đậu. Đậu đó ốc. Ăn ốc mình bẹp khôn lắm á con. Ốc mình bẹp nó khôn lắm á. Ốc đâu à? Phải ăn đậu. Ủa ra nó mới bơm mà. Ra mới bơm á. Kìa bình ra bên kia mà. Trời. Ăn sợ nó hết. Bẻ rồi bé ra. Bẻ đầu bé. Mình nhìn sao á, ta đúng coi đúng được mình lột, lột da đầu luôn. Ông lột da đầu luôn. Lột da đầu luôn. Có em trai. Dạ. Ta coi được mình coi lột da đầu cũng lột luôn. Dạ. Dạ. Nếu người ta che mình cũng che. Nó ok đâu. Là ok. Nè. Rồi. Dạ. 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 Về à sợ sợ mưa ước ba tiền coi ngoài ruộng nãy rồi. Nó đâu gần đây luôn cái gì em kế bên đây nè nãy cho anh chở mình đi á tối đi đâu chủ nhà nè em khuya em đi Cần Thơ đi đá đi gom cá chơi nhậu cá ông hai chơi nhậu vậy đâu mở lên đây ở đâu coi gì con cái này dữ nè nhây nhây cái này đọc chơi nhậu cá ông hai chơi nhậu cá ông nhậu cá đi chơi đó trẻ hả chơi nhậu cá ông hai chơi nhậu cá ông nhậu cá đi cái gì mà nó ảo luôn bây giờ chơi nhậu cá ông hai chơi nhậu cá ông nhậu cá đi này gửi cho anh cái file này nghe file này phái rồi đó gửi cho anh cái file này nha rồi thấy con vậy khỏi cần mời đụng này vô nhậu luôn à trời đúng quá thùng bia lấy luôn ké vô được không bán cam được nhiêu đâu chắc banh mẹ cái này có tặng không ê không được đâu ủa nãy đi bán cam hả có này giờ em nhà đi mối vô được đi mối dẫn chưa không ta xin đàng hoàng mình đừng có làm này có bổ được à ta nếu nhỏ tuổi hả ai không mời bao nhiêu tuổi rồi cảm này mình đi dài dài thôi là thôi mới hay gì trời kè 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 bắt đây tới kè kè mở ra lên cái này nghe rồi nghe hả đừng có mà đi đái rồi mà đừng có quay nha nhau kè bước tao lái đẹp lắm đừng có quay người ta vui là chính nghe chưa ta ngủ rồi đó cái đất lâu quá trời có người ta còn nhặt ra rồi chủ nhặt ra rồi chơi cái sự đó mới góp bia góp bạn ấy nó nói họ ngồi quay hoài trời còn khách mới vô quay có khách vô hoài là mình quay hoài nó quay tới sáng luôn vậy đó rồi chặn rồi mời nó mời nó bỏ mình sao nó bỏ mời mới các bạn ơi mời nó là thôi vậy cá cá bông lao à cá bông lao dạ nó cá đầu lao cái nam của mình á trời ông tắm đó cái này chắc cũng khoáng vậy nè hỏi bắt được không nè chắc chưa rồi chưa để chắc hiểu nghe đó gì ông thầy cục nó đá đó nè 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 đập đi đập nó gì cái liền 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 quanh không liền đó nè lì của chú Năm á đấy chiên chiên nó teo mẹ nó cha nó còn chết nữa chết nữa rồi chết nữa rồi anh ăn mắm chưa hết nó còn teo nó đừng có nói mà nghĩ là miếng khô đấy thì nó chết luôn mới đưa gấp ra ăn phỏng mỏ gì tính vậy đó chơi đâu khùng đủ nghĩ rằng nó e dè anh em tốt mà thôi e dè thủ thủ thăng mấy ông trời còn con mẹ rồi vô nè cả nhà ơi vô một hai ba vô
Đó, nhí ơi. Vô anh ơi. Tao giờ này còn làm được chuyện nha. Tao chân còn đã cá. Đã nhí. Nhí hả? Dạ. Nhí nữa hả? Anh cũng tin nhí nữa. Bên kia nhí nữa kìa. Nhí này nhí 30. À nhí bà nhí 30. Nhí này nhí ba mấy. Nhí này nhí là nhí 34. Thôi, 34 rồi 34. 35. Trời luôn. 59. 38. Bên đó nhí bánh xèo, bên đây là nhí bánh bánh da lợn. Nhí cam. Bánh cam, bánh cam, nhí cam. Cam cam bây giờ chở cam bán. Xúc lép kìa. Vô. 1 2 3 vô. Thôi mời cả nhà một cái clip rất là vui cả nhà. Mồi cá thì không có được mấy con nhưng mà nhậu thì mồi quá trời. Nói chung là tới giờ này cũng tới giai đoạn nóng rồi các bạn ơi. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ. Phần nóng rồi không có dám quay chiều. Giờ bye bye sợ không nên không nói bậy. Bye cả nhà nha.